Không phải con chuột đâu. Không, Hoa nào, nghe chị nào. Đi đâu. Ô, Hoa nào. Có chuyện gì đấy? Con bé này mới sáng ra đã dở bệnh rồi. Vợ lấy anh đúng là chịu nhiều thiệt thòi quá. Em có chịu thiệt thòi gì đâu ạ. Em lấy anh rồi thì gia đình của anh cũng là gia đình của em mà. À, mà anh cứ tập trung đi làm đi. Chuyện ở nhà ấy, cứ để em lo cho. Em vất vả nhiều rồi. Thôi anh, đi làm nhé. Vâng ạ. Cái con điên này! Mày gây chuyện đủ chưa? Hả? Mày đừng tưởng có anh trai mày ở nhà là tao không dám làm gì mày nhá. Mày xem tao dạy dỗ mày như thế nào. Này thì Hương, chờ đây. Mày mà cũng biết đau á hả? Đau này. Đau à? Thế thì bây giờ mày chưa nghe chưa? Từ giờ mày chưa chưa? Em chưa. Mồm mày nói thì mày phải nhớ nhá. Mày mà không chừa nhá thì đừng có trách tao. Còn bây giờ dọn cái đống rác mà mày bày ra đi, xong rồi vào trong kia giặt quần áo nấu cơm cho tao. Cấm là không được ăn vụng đấy, nhớ chưa? Anh nhớ rồi. Đi. Mày đáng yêu quá. Chị còn căn cho em nha. Mày còn ngồi đấy mà chơi à? Trông cháu cho tao vào nghỉ ngơi. Cháu, trông cháu à. Đây nữa. Cầm cái bình sữa này. Lát cho nó uống. Không hết ý, đừng có trách tao. Mẹ nhớ rồi. Alo, em đây ạ. Em vừa đưa con cho con điên kia nó trông rồi. Ôi, cứ nghĩ đến nó ấy, là em đau hết cả đầu ấy. Chờ đấy. Rồi cũng đến ngày em tìm cách tống cổ nó đi. Vâng ạ. Về rồi đây. Ơ, anh về rồi à? Hôm nay em bé của bố thế nào? Có quấy mẹ không nào? Ừ. Hôm nay anh phải đi gặp đối tác nên nó không về với gia đình mình được. Em thông cảm cho anh nhá. Không. Em trêu đấy. Đương nhiên là em phải thông cảm cho anh rồi. Trong công việc em cũng đâu có san sẻ gì nhiều được với anh đâu. Thì một tí thiệt thòi này có là gì đâu ạ?
Mà cô Hạnh đâu? Bình thường là hay ngồi đây xem hoạt hình lắm cơ mà. Hay là lại giận dỗi gì rồi? Để anh vào trong phòng xem thế nào. Thôi. Anh không cần phải vào đấy đâu. Chắc là Hạnh hôm nay bình thường nhá. Xong là chơi với cháu suốt từ sáng đến giờ nên là mệt quá, chắc là đang ngủ đấy. Anh đừng vào làm phiền nó. Thế thì tốt quá rồi. Kể từ ngày chuyện đó xảy ra ấy, con bé nó như trở thành một người khác vậy. Cảm ơn vợ nhiều nhá. Vừa phải vất vả chăm con, vừa phải lo cho Hạnh nữa. Anh đúng là may mắn khi cưới được em đấy. Thôi, anh cứ nói như thế làm em phồng hết mũi lên rồi đây này. Thế không? Xấu ơi là xấu ấy. Mà vợ chồng với nhau thì việc gì phải nói lời cảm ơn ạ? À mà quên mất đấy, ngày mai anh phải đi với hội đồng quản trị để thẩm định dự án. Chắc là ngày kia mới về cơ. Hai mẹ con ở nhà không phải chờ anh đâu nhá. Không, nhưng mà em nhớ anh lắm. Không cho anh đi đâu. Thôi em lại trêu đấy. Anh cứ lo công việc đi, ở nhà em lo mọi chuyện được. Cảm ơn vợ nhiều nha. Vâng. Tao nói cho mày biết, tao đi ra ngoài có tí việc, mày ở nhà ngoan ngoãn trông nhà, cấm có mét xếp, nhớ chưa? Ngoan ngoãn nghe chưa? Đói. Cái gì? Đói. Đói á? Cái loại điên như mày mà cũng biết đói à? Thế thì phải ngoan ngoãn, đợi ngày kia anh trai mày về, may ra tao có cho mày ăn. Ngồi đây đi. Alo anh yêu à, 30 phút nữa là em có mặt nhá. Có con nhỏ đó, anh yên tâm, em trói tay nó, bỏ đói nó rồi. Không sao đâu, em bỏ đói nó bao nhiêu bữa rồi mà nó vẫn sống nhăn răng ra đấy thôi. Thêm một vài bữa nữa thì cũng không sao đâu. Ok, đợi em nhá. Cậu và mọi người đi trước đi, lát tôi sẽ lái xe đến sau. Ok ok. Vợ ơi, vợ. Ok. Sao lại ăn chanh cơm của chó thế này? Có tay chân của em sao vậy? Ngồi lên. Ai chói em vậy? Ai lại chói tay em thế này? Nói. Sao tay chân của em bầm tím hết thế này? Ok. Có chuyện gì vậy? Hả? Có chuyện gì? Đừng sợ, nói cho anh nghe xem nào. Hạnh. Không nói đâu. Về nhà ngay! Anh... sao anh về sớm thế? Để vào nấu cơm! Tại sao cô lại độc ác vô nhân tính như thế này? Hả? Anh... sao anh lại nói em như thế? Cô đánh đập, bỏ đói em gái tôi biết tất cả rồi! Không phải như thế đâu, làm gì có chuyện đấy. Cô thừa biết là trước kia vì đỡ một trận đòn cho tôi nên em gái tôi mới ra nông nỗi như thế này. Cô cũng thừa biết là tôi thương em gái tôi như thế nào mà, tại sao cô lại... Hình như là có hiểu nhầm gì đó ở đây rồi. Chứ em vừa mới đi ra ngoài mà, trước khi đi em còn mua cho Hạnh một bát phở. Nhưng mà chắc Hạnh buồn vì không được em cho ra ngoài chơi nên đổ lỗi cho em đấy. Không phải như thế đâu. Hiểu nhầm à?
Cô nhìn chân tay em gái tôi đi, thâm tim hết cả rồi. Nó vì đói quá mà tranh phần ăn của một con chó. Chính mắt tôi nhìn thấy đấy. Cô là chị kiểu đấy à? Tháng nào tôi cũng gửi cho cô cả 100 triệu để lo cho con bé. Vậy mà cô để nó khổ sở như thế này à? Anh quá đáng vừa thôi. Tôi không cùng dòng máu với nó. Nhưng tôi vì anh, vì anh mà tôi yêu thương, chiều chuộng nó. Bây giờ anh vô ơn với tôi à? Cô còn cãi tôi được à? Trước lúc cô về, tôi đã kịp hỏi hàng xóm rồi. Bọn trẻ con nói là ngày nào cô cũng bỏ đói con bé, bỏ mặc ra ngoài sân, mà mấy lần ăn cơm của chó rồi. Cô còn cãi được nữa à? Cô không có quyền được làm mẹ nữa. Ngay chiều nay tôi sẽ viết đơn ly hôn, giành quyền nuôi con. Còn cô trắng tay cút ra khỏi căn nhà tôi đi. Cút! Em xin lỗi, em sẽ không làm như thế nữa đâu. Anh tha lỗi cho em đi mà. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cô cút đi! Anh xin lỗi, thời gian qua anh vô tâm với em quá. Anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ ở nhà để chăm sóc em, bù đắp cho em nhé. Anh thích Thắng ở nhà con.